Cảnh báo lưu thông máu kém, đừng bỏ qua 7 dấu hiệu này. Thứ nhất, đó là sưng và phù nề ở vùng bàn chân của chúng ta. Nếu bạn bị sưng và phù nề ở bàn chân, có thể là do bạn đứng hoặc là ngồi quá lâu, có thể là do ít vận động hoặc là đang thừa cân béo phì, cũng có thể là trong lúc mang thai cái mu bàn chân của mình nó bị sưng phù nề. Tuy nhiên, nếu như mà bạn bị sưng phù nề ở bàn chân một cái khoảng thời gian dài và không có ngay những cái thời điểm ví dụ như mang thai, thì có thể đó là nguyên nhân do lưu thông máu kém và có thể dẫn tới tình trạng là loét bàn chân nếu chúng ta không điều trị sớm. Cái thứ hai đó là tay chân lạnh. Khi mà lưu lượng máu đầy đủ thì nhiệt độ cơ thể chúng ta nó sẽ được ổn định. Tuy nhiên, nếu lưu lượng tuần hoàn kém, nó sẽ dẫn tới những cái chi của chúng ta, ví dụ như là tay chân, nó sẽ dễ bị lạnh hơn. Cái thứ ba nữa đó là tình trạng hệ thống miễn dịch nó suy giảm. Hệ thống tuần hoàn nó có liên quan chặt chẽ tới hệ thống miễn dịch, vì những cái vitamin khoáng chất thì nó sẽ không thể cung cấp đủ nếu như hệ thống tuần hoàn giảm hoặc là cái lưu lượng máu kém đến để giúp cho cơ thể chúng ta chống chọi lại những cái nhiễm trùng. Rồi cái thứ tư đó chính là tình trạng mệt mỏi kéo dài. Bình thường mệt mỏi kéo dài có thể nguyên nhân là do bạn làm việc quá sức hoặc là uống quá nhiều thuốc. Tuy nhiên, nếu như mà cái tình trạng mệt mỏi này nó kéo dài hơn nữa và nó không phải là do những cái nguyên nhân bạn đang uống thuốc hay do làm việc quá sức, thì điều đó đang chứng tỏ là cái lưu lượng tuần hoàn máu của bạn nó đang bị giảm, giảm cái lượng cung cấp máu đến những cái cơ quan trong cơ thể chúng ta, làm nó không thể đủ oxy để cho nó có thể hoạt động. Rồi cái thứ năm đó là tình trạng giãn tĩnh mạch. Một trong những cái biểu hiện của lưu thông tuần hoàn máu kém đó là tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi dưới, gây ứ máu ở vùng bàn chân, cẳng chân của chúng ta và có thể dẫn tới nguy cơ hình thành những cục huyết thối. Cái thứ sáu đó chính là tình trạng da niêm xanh xao. Nếu mà da và môi của bạn trở nên xanh xao hơn thì đó là đang biểu hiện bạn bị thiếu oxy hay là tuần hoàn máu của bạn đang bị giảm. Và cái cuối cùng, cái thứ bảy đó chính là đau thắt ngực. Tim nó có tác dụng là nó sẽ bơm máu đi nuôi tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng cần một cái lượng máu để có thể nuôi được tế bào cơ tim. Vì vậy, nếu như lưu thông tuần hoàn máu kém, nó sẽ dẫn tới tình trạng là không đủ máu nuôi cơ tim, dẫn tạo ra những cái cơn đau thắt ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.